Bạn là nhân viên văn phòng, làm công ăn lương, bạn đang nghĩ đến việc đầu tư tài chính cá nhân, mong muốn gia tăng thu nhập. Bạn đang bắt đầu hoặc chuẩn bị tham gia vào thị trường chứng khoán. Bạn đã và đang đầu tư chứng khoán nhưng không may bị thua lỗ. Bạn mong muốn có được một giải pháp hữu hiệu và cụ thể để thành công trên thị trường béo bở này. Hãy đến với khóa học chứng khoán cho người mới bắt đầu tại unica.vn. Khóa học sẽ đem đến cho bạn những chiến lược, công thức, vũ khí đơn giản, một quy trình hành động từng bước rõ ràng, hiệu quả và thực chiến nhất. Các công thức kỳ diệu nhằm đầu tư đúng đắn và tạo thu nhập thụ động cho bản thân. Tư duy và kỹ năng đầu tư bài bản chuyên nghiệp ngay từ đầu và phát triển bền vững. Giải pháp về phương pháp đầu tư chứng khoán giá trị sẽ diễn ra theo hướng tích hợp và chọn lọc những gì mạnh mẽ nhất của sự tăng trưởng. Bí quyết tìm doanh nghiệp tăng trưởng, cách nhận diện cổ phiếu đang tăng trưởng, kết nối với cộng đồng đầu tư chứng khoán. Ngay cả khi bạn đang là một người mới bắt đầu, bạn thậm chí không cần biết quá nhiều về chứng khoán. Diễn giả chuyên gia David Dương đã giúp hàng ngàn khách hàng đầu tư bền vững và thành công. Cơ hội tiếp theo là của bạn. Hãy nhanh tay đăng ký khóa học chứng khoán cho người mới bắt đầu tại unica.vn để trở thành nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán đầy khốc liệt. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.